cái mát rồi. Ở đây người ta thắp hương, đậu thắp hương. Thì người ta buôn bán à? Bán sáng là người ta sẽ thắp hương theo cái đấy. Hầu như là theo cái đề những cái chè nào đồ liệu cả gốc chè. Ăn bát sáng mà lại mà hàng nữa rồi thắp hương không thật tài kia đi mẹ đêm bán thật là khó thơm mà tôi thì mong phố lại được rồi vừa dâm vừa mát nhưng mà sáng này quay video mình thích nó ánh sáng nó đẹp như đêm đêm mà ngủ thêm. Cái này nó tươi hơn. Không ạ, không ạ. Đây, lên cầu chùa. Và vào mua vé. Sang cầu, sang đầu cầu. Sang đầu cầu bên kia là.